còn nhà quê, họ ngó nghiêng nghiêng ngứa cả mặt. Ôi, bạn có làm sao không? Này cô kia, cô đến sau để cô xếp hàng đi chứ. À mà tôi nghĩ là cô nên về luôn đi. Trong nhà quê như cô thì không có công ty nào muốn tuyển dụng đâu. Chị này, chị ăn nói quá đáng thế nhở? Được tuyển hay không là do năng lực, ngoại hình có quyết định gì đâu. Có chuyện gì đấy? Em chào sếp ạ. Cảm ơn em nhé. Ngày mai em có thể đi làm luôn. Dạ em cảm ơn chị ạ. Thái độ sống sẽ quyết định cuộc đời của mình đấy em ạ. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.